Ô, anh em đang hóng con 3R đúng không? Ai xong rồi, đang làm khóa smart key Honda nhá, vào gần này, đấy, chạm 3 CNC luôn, mở nổ, đấy chứ, thấy không? Dàn chân thì mình đang đi dàn chân của vành OZ của Exciter để làm gì? Để lên hai đĩa, để mình lên hai đĩa, đấy, cái này là chưa lắp lên thôi. Thì khi mà lên heo ấy thì mình lên con Brembo 2 pit đối xứng. Đấy. Sorry anh em, con này là Brembo tháo xe nhá, hàng tháo BMW F1000RR, pad CNC, chạy đĩa 290. Còn nếu anh em đĩa zin ấy thì sẽ là đưa cái căn này xuống thấp một tí. Đây con này của mình là chạy 290, mình làm chuẩn cho nó. Đấy, xe vẫn đang zin này. Đấy, vành sau đang đi lốp 130 nhá. Một tí nữa mình sẽ lên lốp 160, size vành. Ok. Size vành của nó là 4.0. Đấy, OZ là trước 2.5 sau 4.0. Thì mình thích cái kiểu mâm OZ này là cái nan của nó trông rất giống nan của CBR. Đấy, nên là thích kiểu đấy. Nên là thích kiểu nan CBR đời cũ ấy. Còn nhông xích này là mình sử dụng bộ nhông xích lòng CNC 7075. Con này là sử dụng của Exciter vì anh em, T-Bix, con này nhông 49, to hơn zin của CBR, to hơn cả T-Bix luôn, to hơn 2 răng. Để làm gì? Để lấy được cái độ vọt ban đầu. Do là mình sẽ lên lốp 160, đuôi đĩa các thứ mình sẽ tháo ra. Đấy. Theo sau thì mình đang lắp tạm con Adeline 2 pit. Đấy, Adeline 2 pit có điều kiện thì mình sẽ tháo ra, mình thay Brembo 2 pit. Đấy, cứ từ từ đã. Dàn vỏ thì đang làm rồi, nên là tháo hết tất cả ra để làm vỏ. Bây giờ mình sẽ mang xe lên để mang lên xưởng nhựa để ướm bộ vỏ nó lên. Bắt đầu sau khi mà xong thì mình sẽ đem đi mình sơn trước các thứ lại toàn bộ từ vành này. Vì vành này là vành cũ, vành này là khách nhờ bán hộ nên mình mua luôn, mua để thay. Lốp trước thì mình sử dụng quả lốp 101 nhá, Champion 101, vần rộng rất đồng Rosso. Con sau mình cũng sử dụng con lốp 106 luôn. Bô lúc đấy là lên vỏ lên viếc thì mình sẽ lên cổ bô và bô theo đúng cái bộ vỏ 3R nhỏ. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi đồng hành. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau. Tiện đây có xe này mình review cho anh em đồ chơi, những cái đồ chơi đang lên này. Đây các bạn nhìn thấy không, bộ smart key này, full bộ smart key. Đấy, smart key này là chuẩn cho CBR 150R đời 2021 nha anh em nhé. Đấy, tháo ra, sử dụng là khóa smart key của Honda, chảng 3 này, CNC lại này. Nó có màu đỏ xám, màu đỏ, màu vàng, nhưng con này mình sử dụng màu xám. Đấy, thụt thì mình giữ nguyên thụt zin. Đấy, tay phanh, tay côn 6 số chống gãy. Này, con này mình lắp vào zin, mình giữ lại zin toàn bộ. Kèm với thêm là cùng công tắc thì mình sử dụng cùng công tắc Line Master. Ấn mở khóa lên này. Đấy, Line Master. Đấy, để lắp đèn, lắp biếc nó nhiều hơn. Vành đây, đôi vành. Vành đây. Thì anh em thấy là vành của X1R. Đấy. Size vành là 4.0-17. Đĩa thì các bạn thấy không? Đĩa mình sử dụng đĩa của R6, nó là size 220 để đi cái pad phanh lắp cái càng. Thì rất là nhiều anh em quan tâm là gì? Là lên càng cho CBR150 như nào. Thì càng đây mình sử dụng là càng của R15V3 nhá, để đi lốp lớn, vành lớn được. Đấy. Thì hiện tại cái càng này là càng R15V3, thì mình đã lên xong, chạy ok ngon lành. Độ cao thì mình đang chưa ưng lắm. Đấy, về độ cao thì mình muốn là độ cao nó lên khoảng tầm 2cm nữa. Làm sao mà cái tầm này nó đưa sát vào đây, cái tầm này song song. Đấy, cái từ bình xăng đến đuôi nó phải cao lên, nó theo đúng size như zin. Nhưng độ cao này mình đang chưa ấy. Thì cái này xử lý nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ là một cái pad thôi. Thì vành này mình sử dụng là vành của R15V3, kèm với thêm là sorry anh em, càng xong sử dụng R15V3. Vành thì mình sử dụng là vành của tập X1R rồi. Trước là 2.5, sau là 4.0. Mình sẽ sử dụng lốp trước 101, sau là 160. Đấy. Còn nếu mà anh em nào lên ấy, xác định lên càng vành rồi thì sẽ phải có hấp. Thì cái này là hấp của mình là vì mình sử dụng là vành của Exciter, nên là lắp con heo Brembo này đi phát thì bắt buộc phải đẩy cái đĩa ra để nó ăn thẳng vào cái má phanh. Thì cái vành này là mình sử dụng cái hấp này, hấp này đẩy đĩa ra, và tiếp theo là có một hấp nữa để đẩy cái lòng ABS ra ngoài. Thì nhiều anh em quan tâm ấy là độ chế như này thì ABS có hoạt động không. Vì như các bạn biết là cái xe mà lên một gấp kia ấy, thì ABS không hoạt động. Đấy, luôn luôn nhấp nháy bảo lỗi không hoạt động. Thì con này của mình là hoạt động bình thường. Đấy, các bạn thấy không, đây cũng là một cái hấp đẩy này, cộng với hấp bắt lòng ABS này.
Đấy, tất cả những cái này lên là cơ chế là nó giống nhau, nên là tất cả những cái ABS là mình muốn giữ nguyên, giữ lại để đọc được như zin, hệ thống ABS không báo lỗi báo trước gì cả. Chạy mình đã chạy test ok rồi, đĩa này là đĩa R6 ấy. Đấy, thì có một điều nữa là khi mà anh em lên thụt ấy sẽ phải lên càng. Sorry anh em, nhịu quá. Lên càng thì chúng ta sẽ phải thay thụt của R15V3 nhá. Đấy, vì cái thụt zin ấy thì nó sẽ không ấy được. Thụt zin nó sẽ không bắt được vào với càng của R15V3. Đây là thụt của ISS, mình lắp con ISS cho R15V3 XFR-MT. Đấy. Thụt này thì nó rất rẻ thôi. 3.350.000. Đấy, ISS hàng chính hãng. Sắp tới thì bây giờ mình sẽ đi xe lên xưởng để xưởng nhựa để ráp hết tất cả nhựa nhức của bộ 3R vào, xem nó liên lạc như nào, khớp nối nó như nào. Mình sẽ không cắt hàn. Quan điểm của mình làm là sẽ không cắt hàn khung hay là động chạm đến khung. Part của mình sẽ sử dụng là part zin của xe, nguyên bản của xe nhào sử dụng vào nguyên cái vị trí part như thế. Và nếu mà anh em nào muốn về zin thì chỉ cần về zin trong phút 1. Còn anh em nào thích chơi bộ vỏ 3R chỉ đặt bộ vỏ về lắp lên là xong, lắp theo đúng zin, không cần phải hàn chế cắt hàn gì cả. Thì mong muốn cái đấy là của mình, và hiện tại mình đang đi theo cái phương án đấy. Thì chiếc xe này mình đã tháo hết vỏ ra rồi, bây giờ mình sẽ chờ xe mang lên để ráp vỏ lại bộ 3R lần cuối. Sau đấy là gì? Sau đấy mình sẽ bán thương mại cái bộ vỏ 3R nha anh em nhá. Anh em đón chờ, mình sẽ làm nhiều bộ vỏ 3R để bán cho anh em. Đấy, thì sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên. Cảm ơn anh em đã theo dõi vlog. Đừng quên là ủng hộ QT Moto Official nhá, để ra nhiều được bản độ hơn. Đấy, cảm ơn anh em. Mà nếu anh em nào có nhu cầu mà lên vành lớn, lốp lớn, rồi nọ cắm cặp bà kia, lên càng cho CBR150, cứ liên hệ với QT Moto, bên mình có sẵn luôn. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau.